Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni. Kính thưa chư vị khách quý và toàn thể đại chúng Phật tử hiện diện trong lễ hội Vu Lan năm 2019 sáng hôm nay được tổ chức tại chùa Thiên Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Thưa tất cả quý vị, chắc có lẽ quý vị chúng ta ai cũng biết ca sĩ Thùy Trang là một người con của quê hương Chợ Gạo chúng ta. Và nơi đạo tràng chùa Thiên Phước có những cuộc lễ hay những công tác từ thiện, thì sau khi ca sĩ Thùy Trang nhận được lời mời của ban tổ chức, đều không từ chối bất kỳ một cuộc lễ nào và sẵn sàng đón nhận để chia sẻ cùng với đạo tràng chúng ta trong những năm qua. Mà khi lễ hội Vu Lan bắt đầu từ năm 2013 cho đến nay, phải nói rằng ca sĩ Thùy Trang là một người con hiếu kính đối với cha mẹ của mình. Giờ phút này trong lễ hội Vu Lan hôm nay, chúng ta được gặp gỡ và được cùng ngồi chia sẻ, nghe những lời tâm tình của Thùy Trang gửi đến quý vị sau đây. Xin thưa Thùy Trang, thầy vẫn biết là quê của các vị tại huyện Chợ Gạo, nhưng có một lần thầy được Thùy Trang tâm sự hồi lúc còn nhỏ thì được mẹ dẫn lên chùa Thiên Phước này. Thì quý vị chắc có lẽ trước 20 năm đó, ngôi chùa này quý vị có hình dung như thế nào, chứ không phải sau 10 năm như bây giờ chúng ta đang ngồi tại một giảng đường uy nghi tráng lệ như thế này. Thì Thùy Trang được mẹ dẫn đi chùa, lên ngôi chùa Thiên Phước này. Và hôm nay cũng chính tại nơi ngôi chùa này, Thùy Trang được ngồi nơi đây để cùng tâm sự đến quý vị. Vậy giờ phút này, thầy xin mời Thùy Trang chia sẻ đến với đại chúng Phật tử, giới thiệu về đôi nét của mình, cũng như người mẹ kính yêu của quý vị trong suốt quãng đời khi còn mẹ bên cạnh. Xin kính mời Phật tử. Dạ, con kính thưa thầy cũng như tất cả quý vị Phật tử. Con là một người con của quê hương Chợ Gạo Tiền Giang. Nhà con ở xã Đăng Hưng Phước gần chợ Ông Giang. Dạ, ngày xưa con lúc còn nhỏ xíu, khoảng chừng 5-6 tuổi thôi, là con đã đi theo mẹ đến chùa này. Không hiểu sao mà cái lúc mà đi chùa thì nó xa lắm thầy. Dạ, từ nhà đến đây mà sao con thấy đi hoài nó không tới, mà thường là sáng sớm đi mà tới trưa mới tới thầy. Tại vì ngày xưa là đi bộ không mà không có đi xe. Còn nhớ là mẹ đi xách cái giỏ điềm á thầy. Dạ, rồi đi theo mẹ lọn tọn đi đến chùa. Mà thường đi chùa là tại xa quá, cho nên là đến chùa là không có về liền, cho nên là phải ở lại ngủ một đêm. Dạ, mà mỗi lần ngủ con còn nhớ chùa ngày xưa, con xin lỗi, chùa hồi xưa nghèo lắm thầy, rất là nghèo luôn á. Dạ, nghèo lắm. Con còn nhớ ở bên hông ở đây có một con sông nữa. Dạ, rồi tối ở lại ngủ thì nằm trên một cái phản như nè, cũng không có giường chiếu gì nữa, cứ nằm đó mà ngủ rất là ngon. Mà con còn nhớ một kỷ niệm rất là đáng thương là té xuống giường rồi cái mò ngồi dậy lên giường nằm ngủ tiếp ạ. Dạ, mà cứ những cái kỷ niệm đó thì không bao giờ quên được. Và mỗi lần mà má đi chùa là cứ chạy theo, đòi theo má cho bằng được, mặc dù đường rất là xa. Dạ. Xin cảm ơn Thùy Trang, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Thì Thùy Trang đã nhắc lại những kỷ niệm mà mình đã đi qua và có gắn bó với ngôi chùa Thiên Phước của chúng ta. Nhưng mà thầy cũng xin thêm một chút xíu này, nếu mà nói nghèo thì chưa đủ, phải nói nghèo rất mồng tơi. Dạ. Rất nghèo, xin thưa đại chúng. Dạ.
cho con xin nói với thầy là đến chùa chỉ ăn cơm với chao thôi ạ. Mà ăn sao mà nó ngon gì đâu á thầy. Dạ. Lúc bây đó không có đồ ăn nổi nhiều. Không? Bây giờ dạ. Ăn chao nữa nổi không? Dạ, dạ cũng còn thèm ạ. Bây giờ chùa này không cho ăn chao nữa. Dạ. Sợ bị bệnh cho nên ăn món khác không cho ăn chao nữa. Dạ, ngon hơn phải không thầy? Dạ. Dạ. Cho nên những kỷ niệm và những ký ức khó phai đó luôn luôn lúc nào cũng còn ẩn hiện trong lòng của mỗi người chúng ta khi có những cái kỷ niệm lúc còn mẹ. Và sau khi lớn lên trưởng thành thì nhân duyên nào mà đưa Thùy Trang đến con đường nghệ thuật âm nhạc? Xin mời Thùy Trang chia sẻ với đại chúng. Dạ. Ngày xưa thì Thùy Trang học ở dưới trường tỉnh, là một cô bé rất là quê mùa. Dạ, rồi khi học xong rồi lên Sài Gòn thì mình cũng không biết là lúc đó nghèo lắm, cũng không biết làm một cái gì nữa. Cho nên cứ lên Sài Gòn rồi đi ngang bên trường nghệ thuật sân khấu 2, bây giờ là trường đại học điện ảnh, có mở khóa thi. Thì Thùy Trang không có xin phép gia đình luôn, tại vì nghĩ là xin là gia đình cũng không cho theo học. Bởi vì thứ nhất là một người không có điều kiện, thứ hai là con xin lỗi là ngày xưa con rất là xấu xí, xấu lắm mà lại khờ nữa. Mà bước vào cái con đường nghệ thuật thì nó rất là chông chênh, gian nan lắm, cho nên gia đình không có cho. Nhưng mà thấy cái trường mở khóa thi cho nên Thùy Trang cứ đăng ký thi đại. Mà không hiểu sao là một tháng sau thì có kết quả là Thùy Trang đã đậu vào ngôi trường đó. Và gia đình cũng không cho đi, thì Thùy Trang mới nói là con đam mê cái nghề này. Xin lúc đó Thùy Trang ở chung với các anh chị, ba mẹ còn ở dưới quê. Dạ, cho nên là anh chị thì không cho đi, nhưng mà hỏi ý kiến của ba mẹ thì ba mẹ cho đi. Ba mẹ nói thôi con yêu nghề ca hát thì ba mẹ cho đi. Cho nên là từ đó Thùy Trang bước vào trường học. Trong vòng 3 năm thì Thùy Trang hoạt động nghệ thuật đến bây giờ ạ. Dạ, nhưng mà ngày xưa mà Thùy Trang mới ra trường á thì có lời mời, ngày xưa Trang học cải lương chứ không phải là hát nhạc. Thì khi mà Thùy Trang ra trường á, thì có rất nhiều đoàn mời về hát, các đoàn tỉnh. Thì lúc đó thân con gái cho nên gia đình cũng không muốn cho đi xa. Mà Thùy Trang rất là may mắn là được các đoàn ca nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh mời về cộng tác. Cho nên từ đó mà Thùy Trang bước chân qua ca nhạc luôn. Cho nên Thùy Trang không có theo đoàn nữa. Và Trang nhớ kỷ niệm lần đầu tiên mà thời mời Trang đi về Đà Lạt hát. Lúc đó là còn nhỏ lắm, gia đình không có cho đi. Thùy Trang mới nói bây giờ không biết làm sao, cho nên là đốt 3 cây nhang. Con cũng hơi tâm linh chút xíu, là con đốt 3 cây nhang. Con nói bây giờ trời Phật thương con, nếu mà 3 cây nhang này cháy hết thì cho con đi, con khăn gói con đi hát. Còn nếu như 3 cây nhang này nó tắt thì thôi con ở nhà, con không có làm nghề. Không hiểu sao Phật tổ thương, sao không biết là cháy hết 3 cây nhang. Cho nên là con hành trang lên đường và từ đó làm ca sĩ chuyên nghiệp luôn ạ. Dạ. Hay quá, linh quá. 3 cây nhang cháy được làm ca sĩ, bây giờ nổi như cồn Tân Long. Vô Phật. Dạ. A Di Đà Phật. Ân tình cha mẹ rộng thênh thang, báo đáp ngàn năm cũng chẳng đồng. Nghĩa nặng bao la nghìn biển lớn, như vầng nhật nguyệt phủ hư không. Trong những giây phút mà quý vị đã xa mẹ, xa cha, bước vào với ngưỡng cửa cuộc đời đầy chông gai và nhiều cạm bẫy của thế gian, lúc bấy giờ người mẹ ở nhà luôn trông ngóng người con gái yêu thương của mình. Vậy thì giờ phút đó Thùy Trang ở nơi xa xôi có tâm sự gì nghĩ về mẹ đang còn sinh sống ở tại quê nhà? Xin mời Thùy Trang. Dạ, Thùy Trang sống xa mẹ hồi từ lúc mà lập nghiệp. Thì ba má ở nhà rất là thích nghe con hát, mà hồi đó nghèo lắm, không có được mà ngồi ở dưới khán giả mà xem Thùy Trang hát ạ. Ba má cứ mong là ước gì một ngày nào đó sẽ được lên Sài Gòn và ngồi ở dưới khán giả để xem con gái mình hát.
Thì lúc mà má của Trang hấp hối thì lúc đó Trang đang bận biểu diễn ở nước ngoài không có về được. Thì khi mà không hiểu sao có một cái linh tính rất là lớn là ở bên đó cảm thấy là cái trong lòng mình rất là bồn chồn, nóng nảy, là không hiểu sao mà mình muốn trở về Việt Nam. Tại vì gia đình cũng giấu là không có cho Trang hay là má đang hấp hối ở nhà. Bởi vì hợp đồng đi biểu diễn thì đã có rồi, cho nên mình về thì sẽ hủy hợp đồng thì không có được. Cho nên là chờ tới cái ngày về ở nhà phải chích cái thuốc hồi sinh, chích cái thuốc gì để cho má khỏe, để chờ Trang về. Thì khi Thùy Trang về đến nhà thì tự nhiên sao má bỗng nói lên là má hỏi, mình chưa hỏi thăm má mà má hỏi câu là, lúc đó là Thùy Trang thứ 11 trong nhà, má hỏi là một ơi, con đi về con có khỏe không? Má hỏi có như đó thì má trút hơi thở sau cùng. Thùy Trang cũng rất là tiếc, rất là hối hận khi mà lúc ba má còn sống, mình hứa là sẽ làm một cái album để tặng cho ba má. Không, vì công việc cứ cuốn theo mình cho nên là mình không thực hiện lời hứa đó. Bởi vậy sau này khi mà tới ba thì Trang còn sống cũng vậy, Trang cũng nói là Trang sẽ hứa khi mà má mất rồi thì Trang cũng sẽ làm một cái album để tặng cho ba. Thì cũng công việc cũng cuốn rồi mình cũng không làm được, rồi ba cũng ra đi. Cho nên là Thùy Trang rất là hối hận. Bởi vậy bây giờ hứa trong lòng là chuyện gì mình làm thì mình hãy làm, và mình không còn hứa nữa, để khi mà cái việc nó xảy ra rồi thì mình tìm không có ra được nữa. Còn cha còn mẹ thì hơn, mất cha mất mẹ như đàn đứt dây. Đàn đứt dây còn xoay còn nối, cha mẹ mất rồi con phải mồ côi. Thầy xin được thay lời cho toàn thể đại chúng nơi đây chia sẻ một niềm đau lớn nhất là mất đi một tình thương của mẹ và mất đi một tình cảm sâu lắng của cha. Hơn suốt mấy mươi năm đã tận tụy nuôi những người con khôn lớn trưởng thành và đưa đi vào đời bình yên hạnh phúc. Và sau khi người mẹ đã qua đời thì những lúc Thùy Trang không còn bên mẹ nữa thì cảm giác của mình lúc bấy giờ như thế nào? Xin Thùy Trang hãy chia sẻ với tất cả quý vị nơi đây. Không nói đâu xa, mỗi lần về chùa thấy những cái cảnh vật ở chùa tự nhiên rất là nhớ. Con nhớ má con vô cùng. Với những giọt lệ không ngăn được khi cảm xúc của con người trào dâng khi mất đi những tình cảm quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Sự hiện diện của mẹ và con là sự hiện diện nhiệm màu nhất mà thiên nhiên đã ban tặng giữa cuộc đời dông bão này. Hôm nay, Thùy Trang đến với chương trình Lễ Vu Lan năm 2019 với chủ đề Con Muốn Gọi Mẹ. Không phải ai cũng có thể gọi được tiếng mẹ ơi đâu, xin thưa với tất cả quý vị. Có nhiều đứa bé mới vừa sanh ra, cha mẹ lại chết hết không còn, thì làm sao nó được gọi hai tiếng mẹ ơi? Nhưng chúng ta còn được diễm phúc, còn được những niềm hy vọng khi được còn bên cạnh cha mẹ, được những hình ảnh đẹp nhất mà thiên nhiên đã ban tặng, thì chúng ta hãy nên trân quý và giữ gìn lấy. Đừng để một ngày nào đó khi giật mình cha hay mẹ chúng ta đã ra đi, rồi mình
hốt hoảng khóc lóc, thì lúc bấy giờ chỉ còn lại những giọt nước mắt muộn màng để tiễn cha mẹ về giấc ngủ nghìn thu vĩnh biệt. Hôm nay ca sĩ Thùy Trang đến với lễ hội Vu Lan, ban tổ chức lấy làm hoan hỷ và vinh dự cho bổn tự sáng hôm nay và giờ phút thiêng liêng này, không còn bút mực nào để nói lên hết được những tình yêu thương của mẹ dành cho con và những tình cảm đẹp nhất mà người mẹ luôn ấp ủ trong tim và hoài vọng đến con của mình mãi là người con luôn trưởng thành và thành được những gì tốt đẹp nhất mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Vâng, nhân mùa lễ hội Vu Lan năm 2019 với chủ đề Con muốn gợi mẹ, thay lời cho ban tổ chức, thầy xin được chia sẻ và cũng như nói lên những tình cảm mà Thùy Trang đã mất đi một người mẹ kính yêu của mình suốt quãng đời hy sinh để lo lắng cho những người con thân yêu sau này trưởng thành khôn lớn.